Trao đổi với báo giới, đại sứ Hassan Kakavi cho rằng chính các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cản trở những nỗ lực của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Iran. Với 1.284 ca tử vong và hơn 18.400 ca mắc, Iran hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau đại dịch COVID-19 tại Trung Đông. Trong khi đó, cùng ngày, Mỹ tiếp tục áp đặt trừng phạt đối với 5 công ty có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với cáo buộc những công ty này đã đồng loạt mua sản phẩm dầu mỏ từ Iran hồi năm ngoái.